Đây là bài điêu khắc. Học thì là một chuyện, mà đi thi thì thấy các bạn có vẻ run. Nhìn vẽ dài quá. Không đúng cả tỷ lệ lông mày. Đang live stream trên page học viện. Đây là bài thêu Nguyễn Thị Hương, quê Bắc Ninh, chuẩn bị đi nước ngoài. Ê, họ tên đâu nhỉ? Chị Bùi Thị Huyền. Bùi Thị Huyền ở Đà Nẵng ra. Em thi bài gì? Em thi cán bộ. Cán bộ hả? Họ tên em là gì? Tên Tài. Tên Tài nhỉ? Em Yên Bái. À, Yên Bái. Phải đẹp dài. Em mới yêu chưa vợ? Đây là bạn Lan Lào Cai. An này chưa ghi tên. Ghi tên vào. Tốc độ hơi chậm đấy nha. Kéo lại. Vẽ sai, sai chỉ số. Sai chỉ số là trượt. Đức Tato. Hai bạn Hải Dương. Mít tê Đắk Lắc. Cho em vẽ này được chưa? Em mới đón đêm thêm. Không để em lại quay ra tắm rồi. Bên này em đi thêm khoảng một sợi nữa. Còn sợi này được rồi. Bên này những cái điểm chấm này cẩn thận nhé.